Chào mừng anh chị đến với kênh bán hàng của YouTube Trần Anh Ô Tô nhé. Trần Anh xin giới thiệu đến toàn thể tất cả các anh chị, đây là dòng xe Ford đến từ thương hiệu Mỹ, đời 2011, xuất xứ trong nước, máy dầu số tay. Con này đi 7 lít trên 100 km dầu anh chị nhé. Số km đã đi là 76.000, giá bên em bán 505 triệu, có bớt cho anh chị luôn, bao rút hồ sơ cho anh chị. Bản số 60E01012 đây. Trần Anh sẽ làm clip chi tiết về con xe này nha. Con này form dáng nè, cụm đèn của 2.9 nè, turbo mắc liếc ga điện, đi rất là cọp luôn. Chân ga rất êm, rất mạnh mẽ anh chị ạ. Đây nè, những cái sóng gân nè, những cái sóng gân nguyên riêng của con xe nè, sóng gân trên capo nè, qua thời gian là 5 tháng nó còn nguyên bản hết, nguyên con xe anh chị nha. Sơn rin còn con này chiếm 90% luôn. Tỷ lệ của con xe này rất là ít đồng sơn nè, rất mỏng. Anh chị thấy không? Đồng sơn rất mỏng luôn nè. Rất mỏng anh chị nha. Con này chủ đi rất là giữ kỹ. Gầm bề không có một xíu mục. Mâm đúc C5D hết toàn diện rồi. Qua thời gian 5 tháng nó có bị chày chùa sơ sơ chỗ này một tí xíu, mà cái này không có đáng kể anh chị ạ. Đây, Trần Anh sẽ đi tổng quan về phần đồng sơn rồi Trần Anh đi vô phần nội thất nha. Đây, con xe là 4 vỏ nè. 4 vỏ mới như nhau nha anh chị nha, 80% nè. Mâm đúc và C5D hết toàn diện, gầm nè, không có một xíu mục mọt luôn. Kính là còn rất mới, không có dấu hiệu bị chày chùa luôn nha. Đó, hôm nay thì Trần Anh cũng họp bên công ty. Em làm thêm vài cái clip nữa để giới thiệu về những mẫu xe bên em bán ra, để thích hợp đến tay người tiêu dùng và vừa túi tiền anh chị, để anh chị có sự nhiều lựa chọn khác nhau nha. Trần Anh cũng luôn cập nhật về những mẫu xe cỏ tốt nhất, giá tiền hợp lý nhất đến với tay người tiêu dùng ạ. Đối với anh chị ít tiền thì anh chị tìm một chiếc xe 40-50 triệu, 50-60 triệu, che nắng che mưa, chở gia đình đi ok lắm. Sau này mà có chén thì bán lại cho Trần Anh. Và những anh chị nào có cần bán xe thì cứ alo trực tiếp vào số điện thoại 0961408726 của Trần Anh. Trần Anh sẽ tư vấn mọi chi tiết về những mẫu xe mà anh chị muốn mua và muốn bán cho em nhé. Anh chị cứ alo trực tiếp cho em, anh chị ở đâu Trần Anh sẽ tới, giá cả hợp lý với những con xe Trần Anh sẽ mua. Sơn rin nè, sơn rin của con xe nè, 4 vỏ mới anh chị nha, 4 mâm đúc C5D hết toàn diện, gầm bề nè, phủ nano chống bụi gầm hết rồi. Anh chị mua xe anh chị trực tiếp tới cửa hàng, gian hàng tầng salon ô tô miền Nam bên em nhé. Làm việc trực tiếp với em qua số điện thoại của em luôn. Anh chị kết bạn Facebook, Zalo với em để em tư vấn nhiệt tình cho nhé. 4 cánh cửa nhìn rất là liền lạc, rất là đều đặn anh chị thấy không? Chiếc xe không có một vết trời luôn, sơn rin cho xe này. Có bi nóc có toàn diện. Đây nè, để Trần Anh quay cái phần nội thất con Ford Everest cho anh chị xem. Ghế nỉ nha anh chị nhé, đây nè. Ghế nỉ nè, ở trong là nỉ anh chị thấy không? Ở trong là nỉ nè. Đó, ở trong là nỉ mà người ta bọc da ở ngoài hết rồi. Đây con xe đây. Máy móc là bao chất luôn, bao đỉnh luôn. Trần nỉ nguyên bản nè anh chị không? Rất mới, nội thất ở trong đẹp 80%. Vô lăng 4 chấu luôn nha. Nó cũng giống con đời 2010, 2009, nó cũng y chang form. Phong dáng nó giống nhau nha, nó chỉ có khác cái dòng đời thôi anh chị nha. Keo chỉ trong nách nè, nguyên bản hết anh chị thấy không? Có những cái đinh tán dập đó, trong nách đó. Xe chất xe còn đẹp mãi luôn. Đây nè, lót sàn là không có xíu mục mọt. Tắp lô trang bị túi khí nè. Đây nè, e băng túi khí nè. Còn rất mới. Bên em mua những cái xe này tuy rằng nó là xe đã qua sử dụng thì chắc chắn là bên em mua về bên em không phải bên em để như vậy mà bên em bán nhá. Bên em còn phải đưa qua công nghệ 4.0 để xử lý toàn diện con xe. Và ví dụ ở salon nha, những mẫu xe bên em bán hàng bên salon là những mẫu xe không lỗi anh chị nhá. Anh chị cứ trực tiếp tới cửa hàng salon ô tô miền Nam bên em trải nghiệm cùng Trần Anh ô tô với những mẫu xe nhá. Anh chị thích chạy thử là bên em sẽ ok hết cho anh chị luôn, chạy thử anh chị cảm thấy mà xe đẹp, ok, máy móc ngon thì anh chị mới mua nhé. Đó, keo chỉ trong nách nè anh chị thấy không, bản lề nè, nguyên bản hết.
Đây nè, những cái sóng gân nè, những cái sóng gân nè không một xíu cái là cứng đụng nhá. Xe mà chạy ít hay chạy nhiều anh chị nhìn vào cái phần tắp bi bên tài dùm Trần Anh nhé. Để xíu nữa Trần Anh sẽ chỉ rõ cho anh chị phần tắp bi ạ. Nội thất rất đẹp anh chị thấy không? Ghế nỉ nguyên bản. Tắp bi nỉ nguyên bản là những cái vân gai qua thời gian 5 tháng nè. Không bị hao mòn luôn. Trần Anh vẫn tự hào đẳng cấp mang lại những dòng xe cỏ và những dòng xe cao cấp để phục vụ đến tay người tiêu dùng anh chị nha. Quan trọng là chất máy gầm bề đồng sơn. Đồng sơn nó có xấu thì bên Trần Anh cũng phải làm lại cho nó đẹp đối với những mẫu xe cỏ nha, để phục vụ tới tay người tiêu dùng. Biểu tượng ghế bọc Ford Everest nè. Dây đai nguyên zin nguyên bản thân xe đây. Đó là form xe con Ford Everest đời 2011 mà Trần Anh muốn gửi tới toàn thể tất cả các anh chị thân thương trên kênh YouTube của em nhé. Đây anh chị ạ, đây là phần nách nè. Đó anh chị thấy nách cửa không? Keo chỉ đinh bấm điện nguyên zin nhà sản xuất luôn. Không có một tí gọi là cứng đụng con vên nhé. Anh chị tới đây anh chị cứ xem xe trực tiếp bên em. Giá cả làm việc trực tiếp với Trần Anh Auto nhé. Anh chị tới đây hay là anh chị đi ngang, anh chị chỉ cần ghé gian hàng em chơi thôi, uống cà phê với em cũng được ạ. Coi những cái mẫu xe bên em bán ra nó có chất hay không nhé. Đó, chất đóng cửa rất nhẹ nhàng, rất liền lạc anh chị thấy không? Chất xe nè. Chất xe còn đẹp mãi với thời gian mà 5 tháng luôn. Đó là nhờ con xe mà Trần Anh muốn giới thiệu đến toàn thể tất cả các anh chị á. Form dáng đây. Còn rất đẹp. Đây ạ. À, Trần Anh quay phần tắp bi bên bác tài cho anh chị xem nè. Đây là phần tắp bi của con xe nè. Anh chị thấy những cái vân gai không? Còn nguyên bản hết theo xe nhé. Nỉ là nguyên zin nè. Keo chỉ trong nách nè. Đây là những cái đinh tán sóng dập nguyên zin nhận xuất nè. Nách nè anh chị thấy có chỉ không? Đây nè, đó có chỉ ở trong nách mà Trần Anh lúc Trần Anh quay Trần Anh cũng có chia sẻ với anh chị rồi. Nếu mà người ta mà hè cái này xuống người ta chỉnh là nó mất hết cái phần keo chỉ này nha anh chị. Đó anh chị thấy keo chỉ không? Đây nè, có một đoạn chạy đây nè. Nếu mà hè bạn lề xuống, hè cửa xuống mà chỉnh sửa lại là nó mất hết anh chị nhé. Đó, còn con xe này anh chị thấy không? Còn nguyên bản, nguyên zin hết. Keo chỉ trong nách là phân không mất phân nào luôn. Bạn đẹp con ga số nè. Bên em còn hôm nay cập nhật về rất là nhiều pho nha. Từ đời 2007. 2007 em có nè, 2009 em có nè, 2011 có nè, số tự động có nè, số sàn có nè, 2013 số sàn có luôn. Riêng dòng Ford Everest anh chị nha. Thương hiệu là đẳng cấp anh chị ạ, uy tín và mãi mãi luôn. Đó, phong dáng của con xe đây. Bản lề nè. Anh chị coi là bản lề của con xe nè. Đó là phần keo chỉ đây ạ. Cái phần này thường thường là bác tài là hay sử dụng nhiều nhất, tại vì khi mỗi khi mà muốn vận hành con xe phải mở cửa ra nhé. Đây nè, cho anh ví dụ nha, mở cửa này ra đây. Đây nè. Mở cửa ra nhé. Thì cái phần này nó sẽ là đóng mở rất là nhiều. Anh chị muốn kiểm tra xe còn chất hay không, anh chị chỉ cần nâng lên coi bản lề nó có bị sệ hay không thôi nha. Đây là Trần Anh ví dụ nha. Đây nè, Trần Anh nâng lên nè. Rất cứng anh chị thấy không? Tức là em nâng cái phần cửa này lên, em nâng em kiểm tra nó có bị sụt sịt hay không, hay ác ti nó còn nguyên hay không. Là nâng lên mình kiểm tra bốn cánh là mình sẽ biết con này là người ta chạy nhiều hay chạy ít, và bản lề nó qua thời gian 5 tháng nó có bị rơ hay không anh chị nhá. Đó là cái cục ác co của cái bản lề đấy. Đây nè anh chị ạ. Để cho anh chị chi tiết cho anh chị nhá. Đây nè, đây là cục ác nè. Đây là cục ác, là cục ti bản lề đây nè, ti nè. Nếu mà cái này mà chạy nhiều nha, chạy nhiều nó sẽ bị rơ và lâu ngoài thời gian nó sẽ bị mòn ra anh chị nha. Lúc đó anh chị nâng cái cửa lên nó có dấu hiệu là lên xuống tức là nó sụt sịt cửa. Đó là cũng một cách nhận biết để anh chị coi một con xe, anh chị mua được một con xe chất đến với tay người tiêu dùng nha. Đây là con số nguyên bản của con đời 2011 đây, Ford Everest đây. Con này 7 lít trên 100 km thôi, máy 2.5. Con xe này bạn đủ anh chị nhé, bạn MT luôn. Nỉ non, đèn còi, xi nhan đầy đủ hết, không thiếu một cái gì nha.
Nhưng mua xe bên em dựng ra, bên em đã test rất là kỹ nha anh chị nha. Từ những người thợ chuyên nghiệp cho đến từ những người thợ điện kỹ thuật, để đi mua một cái con xe dòng mấy trăm triệu về để test xe rồi mới mua về dựng ở salon anh chị nha. Cho nên là bên em không có bán xe lỗi. Nếu mà anh chị đã coi kênh bán hàng của Trường Anh Ô Tô, nhiều những mùa xe em đăng lên thì anh chị đã biết cái chất xe bên Trường Anh bán ra sao rồi nhé. Giá cả cạnh tranh anh chị ạ, rất là hợp lý, vừa túi tiền tay người tiêu dùng luôn. Đó là form dáng con Ford Raptor 2011 nè, ghế sau nè còn rất mới anh chị không. Sàn nỉ là hai dàn lạnh là nguyên viên theo xe nhé anh chị nhé, hai dàn lạnh nè. Đó, cụm dàn lạnh của nó là nguyên viên theo xe hết, lót sàn nè, còn rất mới đây nè anh chị ạ. Những cái tem, tem khóa 7 màu nguyên zin trong ghế là còn nguyên zin hết. Không có một xíu cái lò bị mở hoặc là cui cậy ra nhé. Đồng sơn đây nè anh chị ạ. Còn rất mỏng luôn. Cửa sau nè, trang bị là ốp inox, biểu tượng của Ford ốp inox hết toàn diện nha anh chị nhé. Đây nè anh chị ạ. Những sóng lường không có dấu hiệu bị cấn đụng anh chị thấy không? Không có bị một xíu là cấn đụng con bên nha. Nách đây nè. Ác của nách nè. Đây nè. Đó còn nguyên bản hết. Keo chỉ là đinh tán nè. Đó là phong dáng con xe đó. Ford Everest đời 2011. Chất xe còn đẹp mãi với thời gian và năm tháng anh chị nhé. Keo chỉ là không mất phân nào luôn, nguyên bản hết. Trường Anh quay chi tiết đến toàn thể tất cả anh chị nha. Chỗ xấu thì Trường Anh cũng nói luôn, và chỗ đẹp thì Trường Anh cũng nói nha. Chứ không phải Trường Anh quay những cái chỗ đẹp mà không quay những chỗ xấu đâu. Mà mẫu xe bên em đã dựng ở salon thì không có chỗ nào xấu anh chị nha. Nó chỉ là xe qua sử dụng thôi. Còn bên em đã đưa qua công nghệ 4.0 để xử lý hết toàn diện rồi. À, đóng dàn lạnh sau nè. Red AC nè, đóng vô rồi. Là máy tự lên anh chị nhé. Chất xe đây nè, Trường Anh vô, Trường Anh test luôn cái phần đồng hồ cho anh chị nè. 76.209 km mà số km con Ford Everest đời 2011 rồi đã đi anh chị nhé. Trang bị một cái dàn đĩa CD nguyên zin theo xe hết. Dàn lạnh là trang bị hai dàn lạnh nha. Dàn lạnh trước và dàn lạnh sau anh chị nhé. Mọi thứ chức năng ok hết. Đây là có thêm cả miếng da nữa nè. Là cả miếng da của con Ford Everest đây. Trường Anh test luôn cái phần máy cho anh chị xem ạ. Mình đẹp full ga số nó còn rất mới nè. Đó anh chị thấy không? Đầy đủ hết. Đối với cái dòng xe này thì anh chị đã quá biết về con xe, mẫu xe Ford Everest rồi anh chị nhé. Nhìn rất đẹp. Form dáng đây. Đây là form dáng nè anh chị ạ. Tem mốc mới lắm anh chị, cái máy nè, không có dấu hiệu là khui mở luôn. Tem mốc nỉ nguyên zin nè. ABS nè, khóa định vị, ốc 7 màu nguyên zin theo xe nè. Tem mốc 7 màu là nguyên zin theo xe nhá. Không có một tí là khui mở cứng đụng luôn anh chị nha. Đây là sóng lường nè anh chị coi nè. Những cái sóng lường của xe đây nguyên bản hết. Đây là cụm thắng ABS là 1 2 3 4, 4 thắng ABS anh chị nha. Anh chị coi cái dùm Trường Anh cái phần máy nha. Đây nè, Trường Anh quay sát cho anh chị coi cái phần máy nè. Anh chị thấy không? Không có dấu hiệu là khui mở, không có dấu hiệu là chỉnh sửa con xe này luôn nha. Xe nguyên bản của chủ đi rất là kỹ luôn. Chất máy thì đảm bảo với anh chị là qua đời 2011 thì chắc chắn là về phải tẩy rửa con xe này qua công nghệ 4.0 rồi. Đó. Còn nguyên bản ốp chụp mà, ốp chụp về theo Ford Everest là còn nguyên bản hết. Keo chỉ trong trên capo là không mất phân nào đây nè anh chị ạ. Keo chỉ trên capo nè. Đó là cái form xe mà Trường Anh muốn giới thiệu đến toàn thể tất cả các anh chị đó. Đây là những dòng xe cao cấp đã qua sử dụng, tích hợp tới anh chị
thích hợp tới mọi túi tiền để có nhiều sự lựa chọn khác nhau anh chị nhé, không một xíu cứng đụng luôn. Đây nè anh chị coi là những cái đinh tán dập nè, còn nguyên rin hết, không có một xíu là va quẹt luôn nhé. Đối với cái dòng xe này sóng lường nè, những cái keo chỉ đinh tán còn nguyên rin hết, tem ốc khóa định vị ốc bảy màu nguyên rin cho xe. Đây nè anh chị coi nè, nguyên bản hết anh chị nhé, máy móc là cực kỳ khô ráo luôn. Đó, Trường Anh quay luôn cái phần gầm cho anh chị xem nè. Gầm bệ, anh chị thường thường anh chị mua, anh chị thích Trường Anh quay chi tiết về cái phần gầm, Trường Anh sẽ quay chi tiết về cái phần gầm cho anh chị coi nha. Quan trọng là gầm bệ, chất máy. Đây à, gầm của con xe đây nè. Đó anh chị thấy không, tầm con xe là không có xíu mục mọt luôn nha. Còn mới nguyên, tem nè, tem dưới gầm nè, còn nguyên riêng theo xe nè. Đó chị thấy đó là cái chất xe bên em bán ra chưa? Xe này nó đẹp lắm. Anh chị không mua xe này, anh chị mua xe gì? Những con ốc nè, những con ốc khóa định vị 7 màu nè, còn nguyên riêng theo xe nè. Không có dấu hiệu là khui mở ở dưới cái đài gầm nhé. Đây nè, cái này là cái đài gầm anh chị ạ. Đó, toàn diện con xe mà Trường Anh muốn giới thiệu cũng toàn thể tất cả các anh chị đó. Đẹp lắm. Đó, một lần nữa Trường Anh xin cảm ơn toàn thể tất cả các anh chị đã ủng hộ cho Trường Anh trong suốt thời gian qua nhé. Trường Anh sẽ luôn cập nhật về những mẫu xe giá tiền hợp lý để với tay người tiêu dùng. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.